muốn có tiền xanh sạch đẹp. Đường tỉnh lộ, đường xá thì nó cũng chật hẹp mà hàng quán thì nó cũng nhiều. Chính vì thế phương tiện các loại xe vận tải lớn nhỏ, xe máy đi qua lại rất là đông. Chính vì thế cổng trường nó cũng gây mất an toàn giao thông, thì trường cũng vẫn còn thiếu một số cái mà ví dụ như là những cái bạch kẻ đường hay là những cái bạch mà để cho phụ huynh để xe an toàn đảm bảo trên đề đường, nhà trường chưa thực hiện được. Đây là năm thứ ba, 2023, năm 2024, quỹ AIB và nhà tài trợ ProDESO Việt Nam đã đến với tỉnh Quảng Ngãi. Giáo viên được tiếp cận với các cái giáo trình cũng như các phương pháp giảng dạy mới, đặc biệt là truyền đạt về an toàn giao thông. Thứ hai là học sinh được trang bị về các cái sách cũng như là các mô hình học tập để tiếp thu cũng như là tiếp cận với cách học của an toàn giao thông của từng lớp học, nó phù hợp với cái điều kiện của địa phương. Tỉnh cũng đang triển khai và cũng sẽ cam kết với dự án tiếp tục hỗ trợ cùng với dự án để mà mở rộng cái mô hình, nhất là giáo viên, học sinh và đặc biệt là phụ huynh được tiếp cận nhiều hơn nữa với dự án trong những năm tiếp theo.